Rồi hello anh em ha, hôm nay lên một siêu phẩm nha anh em, cực phẩm nè, dòng siêu hại luôn anh em, dòng Huina 135 nha anh em, hàng Nhật Bản nha, con này đẹp như mấy thùng luôn anh em, đẹp trên 98% nha anh em, như máy mới nha anh em, hàng chính hãng của Thụy Điển nha, quá đẹp nha anh em, mã nó là Huina 135, sản xuất 2018 nha anh em. Máy này siêu quay lành được sản xuất tại Thụy Điển anh em. Dòng này á, nó là máy chính hãng của Thụy Điển anh em, được sản xuất tại Thụy Điển luôn ha. Bô đóng số luôn, bô là chưa tí xét gì luôn anh em. Đẳng cấp. Hàng như mấy thùng anh em. Con này nằm 41 ly anh em, 40.9cc, đầu máy nặng 4,6 kg anh em. Chưa xăng nhớt, chưa lâm sên nha. 4,6 kg. Cho anh em khai thác tầm trung ha. Hàng này sử dụng gia đình nha anh em, đẳng cấp, cái đồng nó sáng chói ở trong luôn anh em, như chưa xài luôn anh em, nổ nó mạnh ra. Con này có giật trợ lực, có bơm xăng phụ đầy đủ anh em, đề cao nha. Công tắc đè xuống là tắt anh em, giật lại anh em coi. Rồi em này em bán với giá là 3,5 triệu anh em. Máy bán ra thì em bảo hành động cơ cho anh em là 1 năm ha. Bảo hành điện cho anh em là 3 tháng, máy bao zin 100% zin từ con ốc anh em. Chưa đụng chạm, chưa sửa chữa gì hết luôn anh em. Có nhận chuyển trên áo này nó có hơi chày tí nè anh em. Là từ bên Nhật về cái máy cưa này nó đụng mấy cưa kia á. Nó hơi chày chày cái này tí ha. Mà bật đèn LED vô nhìn mấy kỹ mới thấy nha. Còn mà nhìn mắt bằng thường thì nó cũng không thấy luôn anh em.